gì đấy? Này, cô làm gì chồng tôi đấy? Chị em là shipper. Em đang làm đúng nhiệm vụ trách nhiệm của mình mà chị. Em đi giao hàng mà. Giao hàng cái gì mà đứng ôm hôn chồng người ta trước mặt người ta như thế? Ơ kìa, thì đơn hàng người ta ghi là gửi ngàn nụ hôn tới chồng yêu. Thì em mới hôn anh ấy chứ. Đây chị xem đi, có phải là vợ anh ghi như thế không? Mà em nói thật với chị nhá, bảo là gửi ngàn nụ hôn, thì em hôn được có chục phát em còn chưa giao đủ cơ. Nhưng mà thôi, chị nhớ đánh giá 5 sao cho em nhá. Không làm sao đấy. Tôi là vợ của anh ấy đây, tôi cũng không gửi cái này và đây cũng không phải là chữ của tôi. Ôi thôi, thì đây có đúng là tòa chung cư Star căn 12A10 đúng không ạ? Đúng, đây là căn 12A10 chung cư Star. Nhưng mà ở đây có hai tòa, đây là tòa 1 còn bên kia là tòa 2. Tôi chết rồi, em giao nhầm tòa rồi. Đáng ra em phải giao tòa số 2. Thế thôi em xin phép hai anh chị. Nhầm thì cũng phải... Thôi ơi, em bỏ qua đi. Bỏ qua cái gì mà bỏ qua? Cô ta dám hôn chồng em trước mặt em đấy. Thì người ta nói là người ta nhầm mà. Nhầm cái gì, cũng mỗi nhầm địa chỉ thôi mà. Mà em không hiểu cái con bé shipper này nó nghĩ cái gì mà nó đi nghĩ gửi ngàn nụ hôn có nghĩa là nhờ nó hôn hộ luôn đấy. Người ta nói người ta nhầm thì anh biết đâu được. Mà anh nhìn mặt con đấy, anh đã thấy nó bị chập chèng rồi. Ờ nhở, hay nó là biến thái giả danh shipper nhở. Chứ em nghĩ người bình thường không bao giờ làm như thế cả ấy. Đúng rồi đấy, anh cũng nghĩ giống em đấy. Mà này, mình có đi chơi nữa. Đấy, đang định đi chơi thì gặp cái con dở hơi đấy. Thôi, hết hứng rồi, em đi vào phòng nằm đi. Thế anh chạy xuống anh mua chai nước nhá. Này, anh nói chuyện với vợ anh gì mà lâu thế, để người ta chờ mãi. Bé bé cái mồm đi. Chẳng hiểu sao em lại làm ra cái trò này. Em nghĩ ra đi, ăn mặc như shipper đến nhà anh, đã thấy còn hôn cả anh trước mặt cả vợ anh nữa chứ. Bởi vì người ta nhớ anh quá chứ, bao nhiêu lâu rồi chả gặp còn gì. Nhưng gặp thì quái được. Em thừa biết là tuần vừa rồi con vợ anh nó ốm ở nhà, anh có đến gặp em đâu, đi bằng cách nào? Trời ạ, à, nếu mà muốn ý sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Hay là anh muốn ở nhà chăm con vợ anh rồi không ngó ngàng gì đến em? Không, anh bảo vệ em là bảo vệ thế nào, anh cũng thương cục cưng của anh nhé. Cục cưng thì mà 2 tuần không gặp, hay là anh hết yêu em rồi? Hết là hết thế nào, buồn cười thật chứ. Em thử nghĩ xem em có gì nhỉ? Thứ nhất em là bồ nhí của anh, chẳng phải là vợ của anh. Cái thứ hai, em chả có tiền, chẳng có quyền. Thế em có cái gì để anh yêu nào? Thế mà anh vẫn ở bên em ấy thôi. Đấy là anh không yêu em thì là gì? Thế thì con vợ anh có cái gì mà anh không ly hôn cô ta đi rồi đến bên em? Ly hôn là ly hôn thế nào? Vợ anh nó có đầy thứ, nó là hậu phương vững chắc cho công việc của anh. Đã thế nhà nó còn giàu nữa, nó còn sếp của công ty lớn nữa đấy. Vâng, vợ anh thì kinh rồi. Thế anh biến ra đi, anh về vợ của anh đi. Nhưng mà vợ anh không có những thứ mà như em được. Như cái việc là giỏi trong cái chuyện này. Đấy, vậy nào, thế đã hết giận chưa? Hết giận mới đi về đi. Anh phải vào trong không có vợ anh nó nghỉ. Mà sau nhá, đừng bày ra mấy cái trò như thế này nữa. Nếu không muốn em bày ra mấy cái trò đấy thì chăm đến thăm người ta đi. Thì anh sẽ đến gặp em. Tuần sau con vợ anh nó đi làm lại rồi, anh đến tìm em mọi lúc luôn, được chưa? Thôi anh vào trong đây. Này, gì nữa? Em bảo là em đi về, mà anh chả hỏi em đi về bằng cái gì à? Thì em đi về bằng cái gì? Đi xe ôm. Rồi đây, đi về taxi cho nó ấm cúng. Đi taxi xong thì chắc là em đói lắm đây. Cả ngày chả ăn gì rồi. Thế đây, đủ tiền cho ngoan sinh yêu của anh ăn tối chưa nào? Tiền đi taxi cũng còn thừa đấy. Nhưng mà đi ăn xong thì em phải đi shopping cho nó cũng giải khuây khỏa. Đây, đủ đi shopping chưa? Chỉ đủ đi shopping sương sương thôi. Sương sương, quẹt ít thôi. Tháng trước quẹt hơi nhiều đấy. Đi ấy, mua cái bộ nào sexy mà mặc. Đừng có mặc mấy cái bộ này nữa, nhìn trong kinh nhá. Thế thôi anh vào trong đi nhá. Dạ. Bỏ công mình đi sang tận đây, bữa này thu hoạch được khá khá đấy chứ nhỉ. Em ngồi đi. Thứ hai hàng tuần mình sẽ họp giao ban. Chị trưởng phòng cũng sắp đến rồi đấy. Anh là Cường,
cũng là nhân viên như em thôi. Dạ, em chào anh à, em là Trà. Trà là sinh năm 2K1 đúng không nhở? Thế là em út trong phòng rồi đấy. Hình như là mới tốt nghiệp đúng không? Dạ vâng ạ, em vừa học xong tốt nghiệp thì em đi xin việc làm luôn. May quá, công ty mình nhận vào làm ạ. Ngày đầu làm việc ấy, không biết gì thì cứ hỏi anh. Tất cả anh chị ở đây đều rất thân thiện, nhất là chị trong phòng ấy. Dạ vâng ạ. Nói xấu gì tôi đây? Em chào chị ạ. Giới thiệu với chị, đây là Trà, nhân viên mới. Giới thiệu với Trà, đây là chị Linh, trưởng phòng. Chị là trưởng phòng á? Sao cô lại ở đây? Hai người quen nhau. Cô là shipper biển. Cô là shipper cơ mà. Tại sao cô lại làm việc ở công ty tôi? Em đi shipper chỉ là bán thời gian thôi ạ. Em vừa tốt nghiệp xong thì xin đi làm công việc văn phòng ạ. Trông em xinh xắn, yểu điệu thế này mà cũng làm shipper cơ. Coi như chị em mình có duyên. Chào mừng em về với đội của chị. Này, anh không tin được đâu. Cái nơi em làm việc ấy chính là nơi vợ anh làm đấy. Cái gì cơ? Em chém gió đấy à? Nếu mà anh không tin ấy thì anh đến đón em lúc ta làm đi, rồi anh gặp vợ anh ấy thì lúc đấy biết là thật hay không. Sợ chớ trêu thế cơ chứ. Hay thôi, em nghỉ ở đây đi, tìm chỗ khác mà làm. Em bị điên à? Sao em phải nghỉ làm ở đây? Này nhá, công ty của vợ anh ấy vừa có đãi ngộ tốt, lương lại còn cao, tội gì em phải đi. Nhưng em với vợ anh mà làm cùng nhau thì anh lo lắm. Em lại còn mới gây ra vụ hôn thiết hôm nọ đấy chứ. Anh yên tâm, em giải thích với cả chị ta rồi, ổn thỏa hết rồi. Mà em thấy là em làm cùng vợ anh ấy cũng có cái hay đấy. Em đúng là chị nghịch ngợm rồi chứ. Bố ơi, còn mụ hãng tài này nữa. Ngày đầu đi làm đã ra một đống báo cáo rồi. Dài ơi là dài ra. Công ty thì mọi người về hết rồi chứ. Bực cái cả mình. Alo bố à? Dạ, con đang làm nốt mấy việc ở công ty ấy mà. Dạ thôi, bố không cần bảo tài xế đến đón con đâu. Nhỡ đâu có ai thấy rồi biết thân phận thật của con thì sao? Hả? Anh Cường chưa về á? Mà thân phận thật là sao? Con biết bố là chủ tịch, muốn bổ nhiệm con lên làm giám đốc lúc nào cũng được. Thế nhưng mà cái con muốn ấy là học hỏi từ những vị trí thấp nhất, để mai sau con có quản lý công ty thì ai cũng phải nể phục con ạ. Dạ vâng, con cảm ơn bố ạ. Con chào bố. Anh Cường là con chủ tịch. Anh xin lỗi, anh không biết là em còn ở công ty. Để anh lau cho. Anh đang chạm vào gì đấy? Anh chỉ định lau nước dính trên đùi của em thôi mà. Anh có tình cảm với em đúng không? Anh thừa nhận đi. Được rồi, có tác dụng thật rồi. Sao anh biết? Đi làm rồi em. Ngày mai là ngày kỷ niệm một tuần mình bên nhau đấy. Anh định tặng gì cho em nào? Nhẫn, dây chuyền, túi hiệu. Chẳng phải anh đã tặng em trái tim anh rồi sao? Đấy không phải món quà to nhất à? Cô làm gì ở đây thế này? À, tại sao tôi điện cô không nghe máy, nhắn tin cô không trả lời, cô không gặp tôi luôn? Là vì cô ngoại tình chứ gì? Cô đi theo thằng bắt con này chứ gì? Này anh là ai mà dám quát vào mặt bạn gái tôi đấy? Bạn gái mày,
ai là bạn gái mày? Này, anh làm gì đây? Tôi bầu anh ý, thì anh phải tự hiểu là tôi muốn chia tay rồi. Anh còn tìm đến đây làm gì nữa? Chia tay á? Cô nói chia tay dễ thế à? Sao cô bảo là cô yêu tôi lắm cơ mà? Này, cô có biết vì cô mà tôi phải lén lút như thế nào không? Đi rồi đấy, anh ơi, anh chờ em một chút nhé. Đi, đi. Nói đi. Anh im lặng và rời khỏi đây đi. Đừng có làm phiền nhau nữa. Bây giờ tôi tìm được người phù hợp rồi. Mình chia tay trong hòa bình đi. Phù hợp à? Ngày xưa cô yêu tôi, cô cũng nói là tôi là người phù hợp với cô cơ mà. Sao giờ cô thay đổi thế? Vì hắn à? Hắn ta có gì hơn tôi hả? À, đẹp trai hơn à? Hay giàu hơn? Đó lại là điều đương nhiên đấy. Cái tài sản của anh ý không bằng nổi một cái móng tay tài sản của anh đâu. Bố ơi, còn mụ hãm tài này nữa. Ngày đầu đi làm đã ra một đống báo cáo rồi. Dài ơi là dài ra. Công ty thì mọi người về hết rồi chứ. Bực cái cả mình. Alo bố à? Dạ, con đang làm nốt mấy việc ở công ty ấy mà. Dạ thôi, bố không cần bảo tài xế đến đón con đâu. Nhỡ đâu có ai thấy rồi biết thân phận thật của con thì sao? Hả? Anh Cường chưa về á? Mà thân phận thật là sao? Con biết bố là chủ tịch, muốn bổ nhiệm con lên làm giám đốc lúc nào cũng được. Thế nhưng mà cái con muốn ấy là học hỏi từ những vị trí thấp nhất, để mai sau con có quản lý công ty thì ai cũng phải nể phục con ạ. Dạ vâng, con cảm ơn bố ạ. Con chào bố. Anh Cường, anh Cường là con chủ tịch. Hóa ra cô yêu tôi là vì tiền à? Chứ sao nữa, thế nghĩ mà xem. Cái người như anh vừa có vợ có con rồi, nếu không phải vì tiền thì thà tôi yêu trai tân cho lành. Nói hay lắm em gái ạ. Sao chị lại ở đây? Sao tôi ở đây á? Vì tôi luôn dõi theo hai người mà. Tôi đã biết anh ngoại tình từ lâu rồi. Chồng ạ. Cô là ai đấy? Sao lại gọi cho chồng tôi giờ này? Đúng nhiệm vụ trách nhiệm của mình mà chị. Em đi giao hàng mà. Giao hàng cái gì mà đứng ôm hôn chồng người ta trước mặt người ta như thế? Ơ kìa, thì đơn hàng người ta ghi là gửi ngàn nụ hôn tới chồng yêu. Thì em mới hôn anh ấy chứ. Đây chị xem đi, có phải là vợ anh ghi như thế không? Mà em nói thật với chị nhá, bảo là gửi ngàn nụ hôn thì em hôn được có chục phát, em còn chưa giao đủ cơ. Nhưng mà thôi, chị nhớ đánh giá 5 sao cho em nhá. Không làm sao đấy. Tôi là vợ của anh ấy đây. Tôi cũng không gửi cái này. Và đây cũng không phải là chữ của tôi. Ôi thôi. Thì đây có đúng là tòa chung cư Star, căn 12A10 đúng không ạ? Đúng, đây là căn 12A10 chung cư Star. Nhưng mà ở đây có hai tòa, đây là tòa 1, còn bên kia là tòa 2. Thôi chết rồi, em giao nhầm tòa rồi. Đáng ra em phải giao tòa số 2. Thế thôi em xin phép anh chị. Nhầm thì cũng phải... Thôi vợ ơi, em bỏ qua đi. Bỏ qua cái gì mà bỏ qua? Cô ta dám hôn chồng em trước mặt em đấy. Thì người ta nói là người ta nhầm mà. Nhầm cái gì, cũng mỗi nhầm địa chỉ thôi mà. Mà em không hiểu cái con bé shipper này nó nghĩ cái gì mà nó đi nghĩ gửi ngàn nụ hôn có nghĩa là nhờ nó hôn hộ luôn đấy. Người ta nói người ta nhầm thì anh biết đâu được. Mà anh nhìn mặt con đấy, anh đã thấy nó bị chập chèng rồi. Ờ nhở, hay nó là biến thái giả danh shipper nhở? Chứ em nghĩ người bình thường không bao giờ làm như thế cả ấy. Đúng rồi đấy, anh cũng nghĩ giống em đấy. Sau hôm cô ta giả làm shipper đến nhà của chúng ta, tôi đã nhận ra giọng của cô ta, và điều đó càng khẳng định sự nghi ngờ về việc anh ngoại tình của tôi là hoàn toàn đúng. Vậy là em giúp chị xong rồi. Hạ màn được rồi đấy nhở? Anh yêu, chuyện này là sao ạ? Sao? Cô vẫn nghĩ Cường là con trai của chủ tịch công ty, là người thừa kế tài sản à? Đấy chỉ là miếng mồi mà tôi răng ra để lừa cô thôi. Cường chỉ là một nhân viên bình thường,
và là người em thân thiết của tôi ở công ty. Sao? Sao cô lại làm trò đấy? À, thì tôi chỉ muốn cho thằng chồng ngu ngục của tôi sáng mắt ra về cô bồ mà anh ta luôn tôn thờ thôi. À không, chồng cũ chứ. Xôi lạc loại đặc biệt nhà em không ạ? Xôi nhà em á, vừa ngon, vừa mềm, lại còn vừa trắng nữa. Xôi to như này, cầm vào, nắm vào chắc thích phải biết nhở. Xôi gì vừa to vừa trắng như thế này. Nhưng mà mỗi tội là... Mỗi tội là sao ạ? Mỗi tội là không biết là có phục vụ được nhu cầu cao của khách không. Chứ anh á, anh muốn ăn xôi cả ngày cơ. Vợ ơi, đưa anh lọ vừng. Ơ kìa, đây. Anh đã bảo là để anh gói xôi rồi. Việc của em ấy là về nhà lấy vừng. Thế mà từ nãy đến giờ ấy, em cứ cầm cái lào gói xôi làm gì thế kia? Thì em đang định... Em đúng là từ lúc để xong đó óc cũng như là ở trên mây ấy. Mà vừa nãy anh nghe thấy em mời anh khách ăn xôi lạc. Nhưng rõ ràng anh bảo em xôi lạc nhà mình hết rồi còn gì nữa. Ồ thế à? Em quên mất. Đầu óc bây giờ bị làm sao ấy. Thôi được rồi, đánh bán hàng cho. Anh ơi, à. Anh muốn ăn xôi gì ạ? Nhà em hết xôi lạc mất rồi. Chỉ còn mỗi xôi dẻo, xôi ngô với xôi xéo. Anh yên tâm đi, xôi nhà em vừa dẻo vừa ngon. Anh ăn ở quán nhà em nhé. Anh không muốn sang hàng khác ăn luôn ạ. Nhìn xôi là anh đã biết là thấy ngon rồi. Được rồi, gói cho anh xôi gì cũng được. Vâng ạ. Anh cho em gửi ạ. Ờ. Của anh hết bao tiền nhá? Của anh hết 10.000 ạ. Ok. 10.000, may quá. Đây. Em xin ạ. Thế là ăn xôi xong có được feedback không nhỉ? Feedback? Feedback là gì anh? Cái ảnh này quê thật đấy. Feedback là đánh giá dịch vụ ấy, ăn uống hay là sử dụng dịch vụ mà. Em hiểu rồi. Ý thì anh đọc số đi, để em nháy sang cho. Anh cứ dùng điện thoại em anh nháy sang đấy. Xong có gì anh lưu số em vào rồi có gì anh gọi đánh giá xôi của em sẽ có ngon không nhá. Ừ, để anh nháy. Xong. Dạ em cảm ơn đây anh rồi. Ạ. Có số đây rồi. Dạ. Thế thôi anh đi nhá. Dạ vâng anh đi ạ. Mong anh ủng hộ tiếp ạ. Em đây rồi. Đây. Em tắm lâu thế, anh đợi em mãi. Trưa này nhá, anh sẽ đưa em lên đến thiên đàng luôn. Bây giờ đang là buổi trưa đấy. Hôm nay tuy là cuối tuần, nhưng mà em vừa phải đến công ty giải quyết bao nhiêu là việc. Mệt ơi là mệt ý. Rồi giờ anh vẫn còn đòi được. Mà sáng anh vừa đòi xong, bây giờ anh lại đòi tiếp. Em lấy đâu ra sức mà chiều anh? Chiều anh nốt một cái thôi. Anh mình nghĩ ra nhiều trò hay lắm. Lại trò gì nữa? Em sợ mấy cái trò của anh lắm rồi ấy. Mà anh bình thường không được à? Sao anh cứ phải nghĩ ra mấy cái trò điên trò khùng đấy? Trò gì mà điên khùng? Em đúng là chẳng biết cái gì cả. Em có biết bao nhiêu cô gái ngoài kia muốn cái trò điên khùng của anh còn không được không? Em đúng là sướng mà không biết được hưởng. Cái sướng đấy thì em cũng chịu. Em xin phép từ chối nhận. Mỗi lần chiều anh xong, em đau ê ẩm hết cả người luôn ấy. Nói chung là tôi không biết. Cô là vợ tôi thì cô phải chiều thôi. Thế thôi. Em là vợ của anh, chứ không phải là cái nơi giải quyết mấy cái nhu cầu bệnh hoạn của anh. Anh làm ơn hiểu cho cảm xúc của em một chút đi được không? Cô bảo tôi bệnh hoạn á? Hả? Anh lại định bạo lực với tôi đâu? Đừng có mơ nữa. Anh ở nhà suy nghĩ lại về tất cả những hành vi của mình đi. Tôi đi về ngoại đây. Muốn nghỉ ngơi một tí cũng không xong. Bực cầm. Đồ ngu. Sướng mà không biết được hưởng. Alo. Ship cho anh một suất xôi lạc đặc biệt nhé. Ship đến tận phòng cho anh luôn, nóng hổi. Yên tâm, anh bo tiền ship mà nhá.
Anh ơi, bạn em nằm viện gấp, em phải vào trông nó đây. Ơ kìa, em có bạn ở trong thành phố á? Sao lại không? Chẳng nhẽ em tệ đến mức mà không có nổi một người bạn luôn á? Nhưng mà hai vợ chồng mình mới lên đây buôn bán được có mấy tháng. Em quen ai, em biết ai thì anh phải biết chứ. Với lại, anh có nghe thấy là em kể là em có bạn ở trên này bao giờ đâu? Thế bạn bè em có, em phải báo với anh à? Anh nhiều chuyện thật đấy. Không phải là như thế, nhưng mà vợ chồng mình mới lên đây, còn lạ nước lạ cái. Em quen ai, em biết ai thì em cũng phải kể cho anh biết chứ. Bây giờ ấy, xã hội lừa đảo kinh lắm, nhất là ở thành phố, chứ không phải là như quê mình đâu. Em lớn em đủ khôn rồi, mà anh là chồng em chứ không phải bố em đâu mà suốt ngày quản em thế nhỉ? Anh làm em khó chịu đấy nhá. Thôi được rồi, thế để anh dọn đồ, anh cầm về, sau anh lấy xe anh đưa em đi nhá. Anh bị điên à? Bạn em nó đẻ ở viện, anh vào đây làm gì? Đàn ông đàn ang. Cái chồng của nó đâu hả? Người nhà người ta đâu, sao phải cần nhờ em làm gì? Thì chồng nó thì đi làm ăn xa, bố mẹ thì ở quê chưa lên. Mà thôi, anh về nhà nấu xôi mai đi bán đi. Xong bắt đầu là còn lo trả tiền nhà với lại tiền gửi về cho con nữa kìa. Mà em đi chắc đêm em không về đâu. Em báo trước cho anh thế thôi. Nhá, em đi đây. Ok. Đây. Sao? Em có thấy anh nhiều thứ mới mẻ không? Quá mới mẻ đi ấy chứ. Làm sao có thể sáng tạo chuyện chăn gối như thế nhỉ? Chả như thằng chồng em, đã yếu lại còn nhàm chán. Anh là chuyên gia mà, anh còn nhiều thứ hay ho hơn nhiều. Ai mà là vợ anh chắc sướng lắm nhỉ? Vậy vợ nào? Anh làm gì được có vợ đâu. Anh vẫn còn đang độc thân ý. Em nhìn xem, quanh cái nhà này có cái ảnh cưới nào đâu. Không có ảnh cưới, nhưng mà trong nhà tắm toàn đồ của phụ nữ. Nếu mà anh chưa có vợ, chắc chắn là cũng phải là một tay chơi khét tiếng ấy nhở. Thì anh chuẩn bị cho vợ tương lai của anh, chuẩn bị cho bà chủ căn nhà này. Thế còn anh, em có muốn làm bà chủ của căn nhà này? Tất nhiên là muốn rồi. Không những thế, em còn rất tự tin làm chủ cái giường này nữa cơ. Kìa, anh đã bảo em ra đây cầm theo cho anh gói hành, đánh bắt đầu bán hàng rồi cơ mà. Thế tại sao vẫn đi tay không hả? Mà ra đây bán hàng ấy lại còn mặc váy vóc làm cái gì? Thì bây giờ bạn em nó đẻ ở viện xong rồi, bây giờ em phải vào chăm con hộ nó. Qua nhà bạn á? Ừ. Hay là qua nhà bồ? Anh nói linh tinh cái gì đấy? Tôi ăn nói linh tinh vớ vẩn hay là cô mới là loại người vớ vẩn? Anh cứ bị làm sao ấy. Đúng là bệnh của mấy ông chồng nghèo hèn mà suốt ngày chỉ biết ghen tuông vô cớ thôi. Không có cái gì là vô cớ đâu. Cô qua nhà của cái thằng mà hay mua xôi ở đây chứ gì? Sao? Tôi nói đúng trúng tim đen của cô rồi chứ gì? Hả? Chẳng có nhà đứa bạn nào ở đây cả. Chỉ có nhà của thằng bồ của cô mà thôi. Cô nhìn cô đi. Đến gặp bạn mà ăn mặc váy vóc trang điểm, nước hoa nước huyết thế này à? Tôi chỉ có là thằng ngu thì mới không biết là cô đang cắm lên đầu tôi mấy cái sừng mà thôi. Phải. Tôi ngoại tình đấy thì làm sao? Có trách ấy thì trách anh ấy. Không lo được cho vợ con mình đàng hoàng thì để thằng khác nuôi. Cô làm sao? Gọi đánh đi. Chấm dứt cái thằng này đi. Tôi sẽ bỏ qua cho cô. Tôi sẽ cho cô một cơ hội vì gia đình, vì con. Chấm dứt với anh thì có ấy. Anh Lâm vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền lại còn độc thân nữa. Tôi sẽ cưới anh ấy và anh ấy sẽ lo cho cuộc sống của tôi. Thế còn con thì sao? Nó cũng cần phải có một gia đình hoàn chỉnh chứ. Con á, anh thích thì tự đi mà nuôi, mà không thích ấy, cho vào chạy trẻ. Bây giờ á, tôi chỉ thích lo cho cuộc sống của tôi thôi. Tôi chán ngấy cái cảnh mà suốt ngày phải đi thuê nhà lắm rồi. Bây giờ á, tôi yêu anh Lâm sẽ lo cho cuộc sống của tôi, thế thôi. Thôi được rồi. Con mà cô cũng không cần thì tôi hiểu cô là loại người như thế nào rồi. Được, ly hôn thì ly hôn. Tôi cho cô 2 ngày để dọn hết tất cả đồ đạc cút xẻo ra khỏi nhà của tôi. Đi mà đến bên ở với thằng nhân tình của cô đi. Thế thì tôi lại cảm ơn quá chồng cũ ạ. Bà chủ nhà của anh. Tôi nhớ là căn nhà này tôi có định bán đâu nhở?
sao cô đã trở thành bà chủ được? Anh nói gì đi chứ? Cô ta là ai? Tôi là vợ hợp pháp và có đăng ký kết hôn đàng hoàng với cả anh Lâm của cô. Và đồng thời thì tôi cũng là chủ ngôi nhà này. Còn cô? Cô là ai nhỉ? Không, không thể nào. Vợ nào? Anh làm gì đã có vợ đâu. Anh vẫn đang độc thân. Em nhìn xem, quanh cái nhà này có cái ảnh cưới nào đâu. Không có ảnh cưới, nhưng mà trong nhà tắm toàn đồ của phụ nữ. Nếu mà anh chưa có vợ, chắc chắn là cũng phải là một tay chơi khét tiếng ấy nhở. Thì anh chuẩn bị cho vợ tương lai của anh, chuẩn bị cho bà chủ căn nhà này. Anh Lâm nói với tôi là anh ấy còn độc thân cơ mà. Xem ra người chồng hư hỏng của tôi đã làm cô gái này vỡ mộng rồi. Vậy thì mời cô vào nhà, tôi sẽ thay mặt anh ta giải thích cho cô hiểu. Cô là chủ nhà này à? Đúng rồi. Anh tìm chồng tôi à? Đưa tôi vào gọi. Cô đi theo tôi. Này, làm gì đấy? Cô cứ đi theo tôi đi, một lúc thôi. Này anh, tôi ngồi đây đợi anh 10 phút rồi đấy. Nếu như anh không có chuyện gì để nói thì tôi xin phép. Ok, khoan đã. Tôi là bạn của chồng cô. Cô cứ ngồi xuống đi. Anh là bạn của chồng tôi á? Anh đến đây làm gì? À, thực ra là tôi với cả chồng của cô nghỉ chơi với nhau lâu lắm rồi. Chẳng qua là hôm nay tôi nhớ nó nên qua thăm nhà. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy ngại quá nên không dám vào. Anh có chơi thân với chồng tôi lắm không? Cũng không thân lắm. Không thân lắm? Không thân lắm mà lại đến tận đây để hàn gắn mối quan hệ à? À, ý của tôi là bây giờ không thân lắm thôi, chứ ngày xưa tôi với nó thân lắm. Sao cô ta còn chưa ra nữa? Mình đang cố câu giờ cho cô ta cơ mà. Nếu không vợ người ta về, cô ta sẽ bị đánh ghen như tử. Anh tên là gì ấy nhở? Tôi tên là Phiêu. Phiêu à? Sao tôi chưa từng nghe anh Tùng chồng tôi nhắc gì đến tên anh nhỉ? Thì chắc mà là bây giờ nó vẫn còn đang giận tôi, cho nên là không bao giờ nhắc đến nữa. À thôi, chắc để lần khác tôi qua. Bây giờ tôi phải đi có việc gấp. Thôi, tôi xin lỗi cô nhé. Anh ta chắc chắn không phải bạn chồng mình. Làm gì có bạn nào mà nhớ sai cả tên bạn mình cơ chứ. Hành động và thái độ của anh ta thì mờ ám. Suốt cuộc anh ta là ai? Có ý đồ gì với gia đình mình? Mình phải tìm hiểu cho rõ mới được. Alo. Tôi đang cần tìm hiểu về một người. Tôi sẽ gửi trích xuất camera và hình ảnh cho anh. Thấy mọi hành động của anh ta rất khả nghi nên tôi đã tìm hiểu về anh ta. Và thật bất ngờ, tôi đã tìm ra được một sự thật. Vợ của anh ta chính là cô đang ngoại tình với chồng tôi. Và vợ chồng cô bán xôi ở dưới chung cư nhà tôi đúng không? Thì sao? Dù gì thì chồng cô cũng sẽ yêu tôi và cưới tôi. Và tôi sẽ là chủ của căn nhà này. Chồng cô yêu cô đến mức mà biết cô ngoại tình nhưng vẫn không muốn cô bị tôi đánh ghen. Anh ta có thể yêu cô mù quáng, nhưng mà tôi thì không. Căn nhà này là tài sản riêng của tôi. Tôi cũng không có ý định bán cho cô. Nhưng mà người chồng này thì tôi cho không cô đấy. Và từ giờ tôi sẽ cắt mọi viện trợ của anh ta. Hai người tự nuôi nhau nhé. Anh xin em đấy. Anh không thể thiếu em được. Anh không thể nào bỏ em được.
anh chỉ cần mỗi em thôi. Còn cái của nợ này anh không cần. Này, anh định phủi bỏ hết trách nhiệm đấy à? Anh nói với tôi là anh độc thân để ăn nằm với tôi, bây giờ anh lại như thế á? Trách nhiệm con khỉ ấy. Ship cho anh một suất xôi lạc đặc biệt nhá. Ừ, ship đến tận phòng cho anh luôn, nóng hổi. Yên tâm, anh bo tiền ship mà nhá. Lần nào ăn bánh xong tôi chẳng trả tiền cho cô. Cô cũng chỉ là loại gái làng chơi. Tôi chơi xong rồi tôi trả tiền, chẳng hơn chẳng kém cái gì cả. Anh dám nói tôi như thế đấy à? Thôi, tôi cho hai người mượn nhà để cãi nhau đấy. Cãi nhau xong thì nhớ vào trong kia ký đơn ly hôn nhá. Còn bây giờ tôi phải vào phòng nghỉ ngơi đây. Ngồi ở ngoài này nhìn cái bản mặt của hai người tôi buồn nôn lắm. Này, đứng lại, ngồi yên đấy nói chuyện cho rõ ràng. Con này không phải muốn chơi là chơi, muốn bỏ là bỏ đâu. Tôi không tha cho anh đâu. Này, đứng lại. Tôi không liên quan đến cậu. Bỏ ra, cô đi về đi.